Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đến Uzbekistan với hy vọng giành quyền đi tiếp tại vòng loại Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, thất bại trước đội chủ nhà vào tối qua khiến khả năng hoàn thành mục tiêu của đội tuyển trở nên rất mong manh. Để thua đáng tiếc trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi không tốt trước chủ nhà Uzbekistan. Tạo ra thế trận lấn lướt nhưng các cầu thủ áo đỏ tỏ ra vội vàng trong các tình huống dứt điểm, cùng với đó sử dụng nhiều đường bóng bổng thiếu hiệu quả. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thừa nhận những sai lầm và thiếu sót của các học trò, đồng thời nói lời xin lỗi người hâm mộ sau khi trắng tay ở trận ra quân. Dù không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với một trận hòa. Các cầu thủ tỏ ra nôn nóng, phung phí nhiều cơ hội để rồi phải trắng tay. Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến cơ hội đi tiếp của chúng ta gần như không còn. Đáng tiếc hơn khi đây lại là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Mai Đức Chung trên cương vị dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.